Mạnh lên nữa một bữa ơi, mạnh lên. Wow. Ủa, bạn không chém xích đu với tụi mình hả ta to? Thôi, mình đi xem hoa. Trời ơi, chán chết. Bạn không thử làm sao biết chán chứ? Vậy thì mình thử. Ui giời, thế mình chơi xích đu một mình. Ấy, mình tìm được cỏ bốn lá nào. Wow, người ta nói cỏ bốn lá này á hên lắm đó. Nghe nói lá cỏ thứ tư tượng trưng cho sự may mắn, lá cỏ bình thường chỉ có ba lá thôi. Ồ, vậy hả? Ồ, phí giảm giá pizza 80% lận. Cỏ này hên thiệt đó nha. Tào lao, trùng hợp thôi. Bạn còn nói là trùng hợp hả? Ê, sao bạn hên quá vậy? Cho mình mượn cộng cỏ xíu đi. À, mình xin lỗi bụng bự với nhau. Nhưng mà để mình chạy về khoe với mẹ mình trước đã. Có cùng cỏ này rồi, từ nay ta không sợ bất kỳ cái gì hết. Cả lớp cất tập, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra. Đốm, bạn học bài chưa? Đã có cùng cỏ may mắn rồi, mình đâu còn phải học bài. Trời ơi, sao không hiểu chữ nào hết vậy? Con học hành thế nào mà kiểm tra được có một điểm vậy hả Đốm? Dạ, tại con có cụm cỏ bốn lá may mắn nên con nghĩ con không cần phải học bài. Trời ơi, có cỏ bốn lá là con không học bài hả? Không có thứ gì trên đời này đem lại may mắn hết. Mọi thành công phải từ nỗ lực, cố gắng mà có được. Nhưng mà có lúc con gặp may thiệt mà. May mắn hay xui xẻo chỉ là do cách chúng ta nghĩ về sự trùng hợp. Bạn bè học bài rất nhiều được 10 điểm, con không học chữ nào cũng được 10 điểm. Con có thấy công bằng hay không? Dạ, con hiểu ý mẹ rồi. Sau này con sẽ không ỷ lại vào bất cứ thứ gì nữa, mà sẽ tự cố gắng đạt được điều mình muốn. Con đi ra công viên chơi với bụng bự với tay to nha mẹ. Con muốn đem bánh theo ăn không? Dạ thôi, con có đem kẹo theo rồi. Thưa mẹ con đi. Hai cái đứa này lúc nào cũng trễ giờ hết trơn. Thế nhô Đốm, chờ có lâu không vậy? Trời dài cổ rồi nè. Thôi mà, bạn cũng ăn kẹo cao su một mình đó thôi. Để mình dắt mấy bạn đi chơi trong này, đá cầu vui hơn trong công viên. Chỗ nào? Vườn hoa thành phố. Bạn có chắc là chỗ này đá cầu được không ông bự? Được chứ sao không? Đá cầu thôi thì bình thường quá. Vừa đá cầu vừa né hoa mới hay. Mà bạn lại vừa nhai kẹo cao su vừa đá cầu có được không đó? Trời, chuyện nhỏ. Ăn kẹo cao su không à? Tay to làm quá à. Chỉ cần đừng nuốt là được rồi. Ê, coi chừng rớt vô khóm hoa. Hay quá. Ui da. Đốm có bị đập đầu không Đốm? Không có đập đầu, nhưng mà mình nuốt cục kẹo cao su vào bụng rồi. Thôi chết rồi, nuốt kẹo cao su sẽ bị quấn ruột mà chết đó. Mình còn nghe nói kẹo cao su sẽ chạy ngược lên tim, quấn lấy tim, làm tim không đập được luôn. Mình không muốn chết vì cục kẹo đâu mà. Không được rồi,
mình phải đưa đốm tới bác sĩ thôi. Con muốn chết vì kẹo cao su đâu mà. Bác sĩ ơi, cứu con đi mà. Bao tử chúng ta vẫn tiêu hóa được kẹo cao su nên không có chuyện quấn ruột mà chết đâu, càng không có chuyện chạy ngược lên tim. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không nên nuốt kẹo cao su, và đặc biệt là không nhai kẹo cao su hay bất kỳ loại kẹo bánh nào khi chơi thể thao, vì có thể dẫn tới hốc dị vật, rất nguy hiểm, nhớ chưa? Dạ, tụi con biết rồi, mai mốt tụi con không dám nữa đâu. Vậy là đốm không chết, làm hú hồn à. Alo, alo, đốm đẹp trai dễ thương nghe. Con trai à, trung tâm vũ trụ vừa dự báo là sẽ có thiên thạch lửa rơi vào trái đất, rất nguy hiểm, nên con và mẹ cẩn thận đừng chạm vào vật lạ nghe chưa. Ba nói sao? Thiên thạch lửa? Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ bị gì vậy nè? Ui da, sao nóng như vậy ta? Cái gì mà lạ vậy ta? Hình như là thiên thạch lửa. À, nóng như vậy là gì bây giờ ta? À, biết rồi, mẹ chờ một lát nha. Mẹ, con sẽ làm cho mẹ hết nóng luôn. Ra hết thiên thạch lửa đây. Ba gọi cho ba mới được. Alo, ba hả? Gì vậy con trai? Ba ơi, mẹ bị thiên thạch lửa rơi trúng và cả người nóng đỏ. Ba về đi. Thôi chết, con phải nhanh cứu mẹ. Ba không về kịp rồi. Con hãy tới ngọn núi lửa, gặp lão chuột bạch để xin viên ngọc băng giá và cứu mẹ con đi. Dạ, con đi ngay. Ui da, sao mà nóng như vậy nè? Ba mình có lộn vậy ta? Ở cái xứ sở nóng như vậy, làm sao mà tìm ra ngọc băng giá? Hay chà, ở đâu mà có mùi trẻ con thơm như vậy? Bác chuột bạch phải không mẹ? Con là đốm nè, bác cho con xin viên ngọc băng giá và cứu mẹ con đi. Ngọc băng giá là cái quái gì? Ta chưa nghe bao giờ. Mẹ con đã cần nó, bác muốn đổi cái gì con không chịu hết. Được rồi, nếu như ngươi đánh thắng ta, ta sẽ cho ngươi. Vì cứu mẹ con, đốm có hy sinh cũng được, đánh thì đánh. Yeah. Cũng con nhà võ đó chứ, tới lượt ta đây. Vậy mà cũng đòi đi tìm ngọc cứu mẹ. Ta chưa thua, lão đợi ta đi, không được đi. Sao vậy nè? Yêu quá, như vậy mà cũng mang xác tới đây. Về đi. Ta thật là vô dụng mà, không cứu được mẹ rồi. Có đứng dậy cũng không làm nổi thì làm sao mà ngươi có thể leo lên đến đỉnh núi kia để lấy ngọc băng giá? Bác nói gì? Ngọc băng giá ở trên đỉnh núi kia kìa. Hả? Sao không lấy ngọc? Lão chuột bạch, lão lừa con. Đây nè con trai, ngọc băng giá của con đây. Hãy về cứu mẹ con đi. Sao mồ hôi của con lại hóa thành ngọc? Đây là ngọn núi hiếu thảo. Lòng hiếu thảo sẽ giúp điều mong muốn của con thành sự thật. Thì ra bác đi giúp con. Con cảm ơn bác. Nhanh, kẻo trời mưa. Hên quá, chút xíu nữa là dính mưa to rồi. Nhờ bụng của mình gieo lên mỗi khi trời mưa đó, nên cả đám mới biết trước, chạy về nhà kịp. Bụng của bạn lúc nào chả đói không bụng bự? Đơm, có gì ăn không? Đói bụng quá à. Nhà mình chỉ còn có hai cái bánh donut này thôi. Mình thích nhất là bánh donut đó. Nhưng mà có tới 3 người lận mà chỉ còn có 2 cái bánh, làm sao chia đây? Hả? Vậy mà mình tưởng 2 cái đó là của mình hết chứ. Ở đâu ra? Thôi mà, mình đang đói bụng, phải ít nhất là 2 cái mới no. Chỉ có 2 cái bánh thôi à? Ở ngoài trời thì lại mưa nên không có mua thêm được đâu.
nên ba đứa mình phải chia hai cái bánh này thôi. Thôi được rồi, thay vì ăn hết hai cái, mình sẽ ăn một cái thôi. Còn hai bạn chia đôi cái còn lại, vậy là chuẩn nhất rồi. Thôi đi, bụng đã bự rồi mà còn đòi ăn nhiều nữa. Chứ bạn tính chia hai cái bánh cho ba người thế nào? Nè nha, ở đây á chỉ có mỗi mình là nữ, nên hai bạn phải nhường nhịn cho bạn nữ đúng không nè? Nên mình sẽ ăn một cái, còn lại á thì hai bạn chia đôi ra, vậy mới là ga lăng chứ. Còn khoe. Thôi, không bày tới bàn lui nữa. Bánh này là ở nhà mình, nên mình sẽ ăn trọn cái bánh luôn, không bàn nữa. Ê, tính kiểu gì kỳ vậy? Bạn qua nhà mình lúc nào mình cũng chia đều đồ ăn mà. Mấy ông con trai mà không nhường nhịn cho con gái gì hết. Mấy bạn phải nhường mình. Bụng mình bự nhất, mình được ăn nhiều nhất. Lạnh quá, đợi quá. Thôi, đừng cãi nữa, mình có cách rồi. Thay vì dành nhau ăn nhiều hơn, tại sao chúng ta không chia sẻ những gì chúng ta có, để những người bạn không có bánh ăn cũng có thể tận hưởng niềm vui? Đó chẳng phải là niềm vui trọn vẹn sao? Đúng đúng. Đúng là bụng bự. Con no rồi, con măng nữa đâu? Đốm, sao con lại bỏ phí thức ăn như vậy? Lên ăn hết cho mẹ. Nhưng con no rồi, con măng đâu? Mẹ nói đúng đó con, con không được bỏ phí thức ăn như vậy. Con có biết là còn nhiều bạn bằng tuổi con á đang đói, muốn có cơm ăn mà không được hay không? Vậy ba mẹ lấy thức ăn thừa của con cho mấy bạn đó đi. Anh coi đó, thật là quá quắt mà. Để đó, anh có cách rồi. Hôm nay ba mẹ có việc phải đi xa vài ngày, ba sẽ để lại nhà cho con một cỗ máy gọi thức ăn. Con muốn ăn cái gì á, chỉ cần nhìn vào chiếc gương trên máy đó và hô to món ăn mà con muốn. Vậy á ba, hay quá, ba cho con xem đi. Cái này nó hoạt động sao vậy ba? Con chỉ cần nhìn vào gương và nói ta muốn, sau đó nói tên món ăn mà con muốn và sau đó bấm nút bắt đầu màu đỏ phía dưới là được. Thiệt vậy hả ba? Vậy con thử nữa nha. Ta muốn một cái hamburger siêu bự. Từ nay mình sẽ được ăn những món mình thích rồi. Yeah. Bà đớm à, con nhớ là chỉ được 10 món ăn thôi nha. Các bạn có biết không, cỗ máy này rất thông minh mà còn kỳ diệu nữa. Mình muốn ăn món gì cũng được, chỉ cần đứng trước gương gọi món là xong thôi. Thiệt vậy hả đớm? Vậy mình muốn ăn một bát mì trứng siêu khổng lồ, có được không? Còn mình thì muốn một cây kẹo đủ màu sắc thật đẹp, được không? Tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Các bạn xem đớm này. No rồi, dọn đi nào. Đói quá đi. Hôm nay mình sẽ nhờ cỗ máy này chế biến món mì ý siêu ngon để thưởng thức. Thiệt là thú vị quá mà. Quý khách đã dùng hết các món ăn. Sao vậy nè, đói muốn xỉu luôn á. Cái máy đáng ghét mới này đã hư rồi. Trời ơi, đói quá. À, ngon quá. Bây giờ mình mới hiểu cái cảm giác thức ăn quý như thế nào. Ngon lắm. Con no rồi, con măng nữa đâu? No rồi, dọn đi nào. Mình sẽ không dám bỏ phí những thức ăn nữa đâu. Con biết quý trọng thức ăn như thế là tốt đó con trai à.
ngon không chê vào đâu được. Trời ơi, nóng quá. Thôi, mình nhớ rồi, hôm qua mẹ mình có làm kem trong tủ lạnh. Hả? Đâu đâu? Nè, kem chuối nè. Kem này ngán quá à. Còn kem gì khác không? Bó tay rồi, nhà mình chỉ có kem này thôi. À, mình biết có một chỗ tự làm kem á. Ê, đi liền đi đốm, trời nóng mà được ăn kem là số 1 luôn á. Tên tên tên. Sữa tươi, sữa bột, sữa đặc có đường, đường nữa nè, nguyên liệu đã đầy đủ. Bây giờ mình làm gì nữa đốm? Bỏ hết các nguyên liệu vào nồi, trộn đều. Xong. Bây giờ mình sẽ nấu sôi rồi giảm lửa cho tới khi chừng nào đặc lại. Tới lúc đó thì mình sẽ cho mùi vị của mình thích vào. Mình thích mùi xoài nên mình sẽ cho hương xoài vào. Bỏ mùi gì vô cũng được hả đốm? À, chắc là mùi gì cũng được á. Yeah, vậy là mình sẽ bỏ mấy cái mùi yêu thích của mình vô. Hay là tụi mình thi xem ai làm cà lem có mùi ngon hơn đi. Đồng ý, kem ai ngon nhất sẽ không phải rửa chén. Ý kiến hay đó ta to. Hẹn nhau một tiếng nữa nha. Muốn được công nhận là cà lem ngon nhất thì ngoài ngon ra nó còn phải lạ nữa. Mà mùi xoài thì quá quen rồi nên chắc mình phải làm mùi mới thôi. Bây giờ phải làm kem táo hay kem mít đây? Hay là làm cả hai luôn? Bây giờ hai bạn mới xong hả? Mình xong từ nãy tới giờ rồi. Tránh ra, nước sôi, nước sôi. Ý lộn, cà kem sôi đây. Một lát nữa thôi, các bạn sẽ được ăn cái kem ngon nhất thế giới luôn. Xong rồi. Xin giới thiệu với các bạn, cà lem trộn ba mùi: xoài, táo và mít. Cũng thường thôi. Cà lem cà chua, vừa ngon vừa đẹp da. Ai mà thèm ăn cà lem cà chua chứ. Xin giới thiệu với các bạn kem bảy màu: sầu riêng, hột é, nhãn nhục, sô-cô-la, sữa hột gà, thì là bánh đa. Wow, đúng là cây kem số 1. Ui da, đau bụng quá. Ủa, hai bạn cũng ở đây hả? Chắc tại ăn mấy cây kem hồi chiều á. Mấy đứa thấy chưa, thực phẩm ở ngoài rất đẹp, rất bắt mắt, nhưng không hợp vệ sinh, cho nên ăn vào mới rất dễ đau bụng đó. Chưa kể là mấy đứa còn trộn tùm lum vô nữa. Dạ, tụi con biết rồi, sau này không dám ăn bậy bạ nữa. Sẵn sàng đánh bại anh em nhà chuột chuỗi chứ bụng bự? Sẵn sàng. Anh em bên kia chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng, để coi bên nào mạnh hơn bên nào. Hai đội sẵn sàng chưa? Khi cát trong đồng hồ cát này rơi xuống hết, đội nào kéo đối phương về sân của mình là đội đó thắng. Sẵn sàng. 2, 1, bắt đầu. Tính chơi bất ngờ hả? Đâu có dễ. 1 Cố lên, bụng bự, sắp thắng rồi. Hết giờ, hai đội dừng lại. Mệt quá. Vì thời gian đã hết mà chưa phân thắng bại nên chúng ta sẽ đấu hiệp 2. Mấy bạn muốn bây giờ kéo luôn hay là để ngày mai? Ngày mai đi, bây giờ kéo sao nổi. Thôi để sáng mai đi, ngay tại chỗ này luôn nha. Bây giờ tạm coi như là quà. Ngày mai chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Chính xác, ngày mai nhớ đi đúng giờ nha. Khuya rồi, đi ngủ đi đốm. Con coi xíu nữa được không mẹ? Chết rồi, quên.
ngủ trễ quá ta. Đồ ăn sáng trên bàn kìa đớn, lẹn đi. Hôm nay con có hẹn kéo co rồi mẹ. Đồ ăn sáng ngon thiệt, nhưng chắc là phải cất lại đồ ăn sáng thôi. Chờ xíu nữa thôi, chắc đến sắp tới rồi đó. Mình tới rồi nè, bắt đầu thôi. Bắt đầu. Ta không thua đâu, cố lên đó. Thắng rồi, thắng rồi. Chiến thắng quá đơn giản. Sao vậy Đốm? Sao hôm nay yếu xìu vậy? Chắc là hôm qua mình thức khuya, sáng nay không ăn sáng nên không có sức làm gì hết. Bạn giỡn với mình á hả? Bữa ăn sáng là quan trọng nhất, vì nguyên một đêm không có cái gì bỏ vô bụng hết, chưa kể thức khuya dậy sớm nữa, sức đâu mà kéo co. Thôi mà, mình biết lỗi rồi. Lần sau mình hứa sẽ mời bạn đi ăn sáng trước khi đi kéo co nha. Mời phần ăn sáng siêu bự cho bụng bự và tay to mới được đó nha Đốm. Quán tù xì ra cái gì ra cái này. À ha, Đốm, đưa cái mũi của bạn đây cho mình. Chà. Đau quá à, bụng bự. Bạn gian, bạn rút mũi đau quá à. Đâu có đâu, mình làm nhẹ hiều chứ bộ. Hai ba. Quán tù xì ra cái gì ra cái này. À ha, Đốm lại thua nữa rồi. Hai đứa mình cùng thắng Đốm. Nào nào, cho mình mượn cái mũi nào. Xong hôm nay, mũi của Đốm sẽ cao lên 10cm luôn đó. À ha, mà nó còn bự ra và nhỏ lên như trái cà chua nữa đó tay to. Mình không chơi nó đâu. Các bạn hèn nhau ăn hiếp mình. Đâu có đâu, chơi cái này là hên xui mà. Có ai biết ai đang suy nghĩ gì đâu mà hè nhau ăn hiếp chứ. Các bạn xạo, mình nghỉ chơi. Hôm nay xui quá à. Đau hết cái mũi. Giá mà biết được tay to và bụng bự ra cái gì thì mình sẽ cho họ biết tay. Xin chào quý khách. Có phải quý khách đang muốn biết suy nghĩ của người khác hay không? À, hay quá! Cái nón này biết mình đang nghĩ gì luôn. Biết chứ, vì tôi là máy đọc được suy nghĩ mà. Yeah! Đúng một thứ mình cần. Tài to bụng bự sẽ biết tay mình. Quán tù xì ra cái gì này. Kìa, bắt hắn lại cho ta. Biết ngay là con sẽ gây ra chuyện mà. Sao con dám lấy cái máy đọc suy nghĩ của ba vậy? Dạ, con chỉ muốn phá hai bạn tay to và bụng bự thôi. Tại con tham lam. Đây là cái loại máy ba chế tạo ra để đọc suy nghĩ của các loài vật, giúp cho bác sĩ thú y chữa bệnh. May mà ba đến kịp đó, nếu không thì con tiêu rồi. Dạ, con sợ rồi ba. Chiêu tương. Ăn ngược lại rồi nè. Chiếu bí. Không chơi nữa. À, chơi gì kỳ vậy? Tức quá, xíu nữa là thắng rồi. Úi da, đau quá. Mà hồi nãy mình có hơi nóng tính quá không ta? Ê bụng bự, đi ra đồi với mình không? Ê, hay á, đi liền. À,
mình hất đổ bàn cờ luôn. Mình có nóng tính quá không vậy? Chắc là có đó. Mà cũng sao đâu, một lát về bạn xin lỗi tao to là được. Tại tao không có giận dai đâu. À ha. Mà bây giờ mình đi đâu vậy đó? Ba mình nhờ chuyện lá thư này tới cho hành tinh bung bóng. Hình như là có gì gấp lắm đó. À, vậy thì mình tăng tốc đi nhanh thôi. Không được đâu, phía trước hình như có ùn tắc giao thông rồi. Hả? Trên vũ trụ mà cũng có kẹt xe nữa hả? Có chứ sao. Chà, hàng này hơi dài, chắc phải đợi hơi lâu á. Ôi trời ơi, kẹt gì mà kẹt dữ vậy? Mình vượt lên đi đớm. Không được đâu, mình phải tuân thủ theo luật giao thông chứ. Nhanh lên giùm cái đi. Thôi mà, làm như vậy thô lỗ lắm đó. Mình có quan tâm, chờ nguyên một hàng xe như vậy thì biết chừng nào mới xong. Trời ơi, anh nhìn coi, bà như làm gì rồi bụng bự. Thôi xong rồi, không biết có ai bị thương không nữa. Ôi trời ơi, mấy đứa có bị làm sao không? Có bị thương trầy trụa chỗ nào không? Dạ, tụi con không có sao hết. Mà tại con nó mới xảy ra tai nạn cho mọi người. Đầu đuôi là sao nè? Dạ, là tại con nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nên đã gây ra tai nạn cho mọi người. Con cảm thấy xấu hổ quá à. Con hãy xem đây là một bài học đắt giá. Nhưng con rất cần sửa đi hành vi nóng nảy của mình. Nếu không, sau này mọi việc con làm đều hỏng hóc và đổ bể hết. Dạ, con nhớ rồi. Cho à, không biết làm gì luôn á. Hả? Các em trật tự. Học sinh đứng. Cả lớp ngồi xuống đi. Hôm nay cô có quà cho cả lớp nè. Cô sẽ cho mỗi bạn một hạt dưa hấu bong bóng. Lớp chúng ta sẽ thi xem ai trồng được trái dưa to nhất. Phần thưởng sẽ là một hộp bánh quy thật to. Không biết khi trồng lên thì sẽ trông như thế nào ha. Cứ trồng thử rồi sẽ biết thôi. Hộp bánh quy kỳ này của mình là cái chắc. Ủa, phần thưởng là đồ ăn mà bạn không hào hứng hả bụng bự? Trời ơi, trồng ba cái này cực muốn chết mà chưa chắc được giải nữa. Thôi, mình không có ham. Vậy mình lãnh giải thưởng thì đừng có xin nha. Không được, mình cũng thích ăn bánh quy lắm. Hộp bánh đó phải là của mình. Xong nhiệm vụ rồi, mai có lên được hay không thì cũng kệ. Ủa, có chuyện gì mà mấy bạn bu đông quá vậy? Trái dưa của đớm mọc rồi nè, bay lên luôn rồi. Bay được luôn kìa. Trái của mình cũng đã nở rồi, nhưng chưa bay được. Kỳ này chắc đớm nhận giải rồi. Sao mày không chịu bay lên như những trái dưa hấu khác chứ? Không thể để bánh quy lọt vào tay kẻ khác được. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết xem trái dưa của ai là to nhất nha. Không hiểu sao sáng thức dậy thì trái dưa của em héo còn có nhiêu đây à? Tại mấy bạn trồng dở quá đó. Nhìn trái dưa của mình nè, bự chưa? Chứ không phải, tại bạn giới trò hả bụng bự? Mình không hiểu mấy bạn nói gì hết trơn á. Tối qua mình đã quay được cảnh mạng lén vào nhà mình phun thuốc trừ sâu hạng nặng lên trái dưa của mình. Bạn nhắm chân không lại nên bày trò đạp người khác xuống để nâng mình lên như gì? Tại mình thích ăn bánh quy quá chứ bộ. Cô vốn định chuẩn bị tất cả mỗi bạn một phần quà bánh quy để khích lệ tinh thần, nhưng có vẻ như bụng bự không được ăn rồi. Chính trái dưa của em á cũng buồn nên không bay được đó. Mình nhận ra lỗi của mình rồi. Sau này mình sẽ lấy phần thưởng để làm động lực phấn đấu, chứ
chứ không phải tìm cách chơi xấu nữa. Bạn biết nhận lỗi như vậy là tốt rồi. Bum 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 chị bum 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 bum. Chúng em chào cô ạ. Bum 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 bum. Chạy lên đi ngọn lửa cao nguyên. Dạ, chúng em chào cô. Các em ngồi xuống đi. À, cô vừa có một ý này hay lắm. Sao hôm nay lớp chúng ta không đi tham quan hành tinh âm nhạc ha? Oh yeah, cô là số 1. Hành tinh âm nhạc hả? Mình đi thử đi thử. Cô, hai anh tụi em đi thử đi. Bụng bự có vẻ thích nhạc quá ha. Âm nhạc là một môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt đó các em. Âm nhạc giúp cho cuộc sống con người sinh động và thú vị hơn đó. Mà đâu có ai gì nghe nhạc như bụng bự đâu, phải không cô? Tại sao các em không tự tìm hiểu ở hành tinh âm nhạc nè? Wow, những nốt nhạc kìa, bay nhảy khắp nơi luôn. Lớp chúng ta đi tham quan nha. Ở hành tinh âm nhạc có rất nhiều vùng đất dựa trên những phong cách và thể loại nhạc khác nhau. Chúng ta có nhạc hiện đại, nhạc cổ điển nè, nhạc êm dịu nè, rất nhiều luôn. Có thể nói âm nhạc là thứ kết nối mọi người và ai cũng có thể nghe nhạc được. Vùng đất giao hưởng. Ồ, âm nhạc có thể nghe du dương quá cô ha. Đúng rồi, nhạc giao hưởng được xem như loại nhạc xua tan đi mọi mệt mỏi. Khi em bé nghe còn có thể phát triển trí tuệ nữa. Nhạc gì mà nghe sến quá à. Em qua bên kia chơi nha cô. Ồ, hai anh cũng thích nghe nhạc điện tử hả? Chứ sao, quẩy lên đi mới đua. Yeah, lên là lên là lên là lên. Sao mọi thứ sơ sát quá vậy? Ui da, tự nhiên lỗ tai của mình nhức quá ta. Đạp đổ thùng rác, lăn trên bãi cỏ là do em làm đó bụng bự. Còn lỗ tai nhức là việc kết cấu tai trẻ em chưa chịu được âm thanh lớn liên tục. Nếu tiếp tục nghe nhạc lớn thường xuyên có thể dẫn tới thủng màng nhĩ, điếc luôn á. Cô giáo nói đúng rồi đó anh bạn nhỏ. Em thử tìm nghe những loại nhạc thiếu nhi đi, thích hợp với lứa tuổi của mình. Hồi còn nhỏ anh cũng nghe nhạc thiếu nhi không à. Bây giờ em hiểu rồi. Cảm ơn cô và anh đã chỉ cho em một bài học về âm nhạc nha. Wow, khung cảnh thiên nhiên thật là yên bình. Thích ơi là thích luôn á. Đớp làm gì vậy? Ở dưới đất đâu có cảnh đẹp đâu mà nhìn. Đây là khu du lịch chứ đâu phải đảo hoang đâu mà đớp đi tìm kho báu. Ở dưới đất cũng nhiều cảnh quan đẹp lắm đó. Không tin, các bạn quan sát thử đi. Thôi, đến tự nghiên cứu đi. Mình đi chụp hình đây. 2, 3, cười lên nào. Chu môi xịt tin nào. Mình sẽ khoe với các bạn về những bức hình này. Thế nào các bạn cũng thích vào coi. Ước gì, mình có thể đem hết tất cả các cảnh đẹp này về nhà mình ha. À, bụng bự. Hay là mình vẽ ký hiệu hai đứa mình lên thân cây đi. Làm vậy thì mình sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của mình ở đây mà không cần phải đem cây về nhà. Ý hay á tay to. Mà mình đâu có biết vẽ đâu. Thì bạn chỉ cần vẽ cái vòng tròn thật là to, còn mình chỉ cần vẽ đôi tay dài thôi. Ok, chúng ta tiến hành nào. Mình sẽ vẽ một cái bụng thiệt là to. Ui, à, đau quá. Ai mà giận kỳ quá vậy? Ai? À. Mình vợ có chuyện gì vậy hai bạn? Có ai như bóp bụng mình rồi đánh vô bụng mình nữa à. Đau quá đớm ơi, có ai đó đang nhéo vào tai mình. Ai, ai đang chọc phá bạn của tôi? Ra mặt đi. Thì ra đây chính là nguyên nhân. Ai là người khắc những cái lệnh thân cây vậy? Là mình
Con vẽ đôi tay là mình muốn lưu lại kỷ niệm khi đến đây. Tại các bạn vẽ bậy, thân cây chuẩn chỉ các bạn đó. Cây cỏ cũng giống như chúng ta vậy, cũng sẽ biết đau khi bị tổn thương mà. Huống chi hai bạn cắt lên cây làm cây bị chảy máu rồi nè. Mình chỉ muốn lưu lại kỷ niệm để đánh dấu nơi mình đã từng đến thôi mà. Làm vậy là sai rồi đó. Ai quắt lên cây hết thì cây sẽ chết, chưa kể sẽ làm xấu cảnh quan nữa. À đúng rồi đó, mình sẽ lưu lại bằng những hình ảnh đẹp là tốt nhất. Kỷ niệm được đánh dấu bằng những cảm xúc mà chúng ta trải qua, chứ không phải bằng việc khắc lung tung như vậy. Xin lỗi thần cây, con sai rồi, xin ông tha thứ. Con cũng xin lỗi ông, tại con không có ngoan. Nhớ nha, lần sau mà còn dễ bậy, ta sẽ biến các con thành phân bón luôn đó. Dạ, dạ sợ lắm rồi ông ơi. Hay quá à, mình hết đau rồi. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiều buông ánh sáng. Trên trời cao sao? Trời ơi, tại mình còn nhỏ, từ từ mình sẽ sáng như mọi người thôi. Ngôi sao sinh ra là đã sáng rồi. Đúng rồi, đồ thừa. Một ngôi sao sáng mà không biết phát sáng thì bỏ đi cho rồi. Sao mấy bạn lại nói vậy? La 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 la. Ơ, lỗi bị tắt rồi. Chắc là tại gió to quá đó, thắp lại đèn là được à. Hả? Hình như là có tiếng ai khóc thút thít thì phải. Chia ra đi tìm thử đi. Bên đây không có gì hết á. Ở trên tán cây kìa. Ồ, có một ngôi sao. Bạn làm sao vậy ngôi sao nhỏ? Ơ, à, mưa rồi. Chạy nhanh về nhà, không thôi là cảm đó. Mấy đứa có bị ướt không? Dạ không mẹ ơi, hên quá, trời vừa mưa nên chưa có lớn. Ủa, tại sao ngôi sao này lại khóc vậy? Tại con thấy tuổi thân với tình cảm gia đình của mọi người quá. Anh em của con lúc nào cũng hớt hủi con, tại vì con là ngôi sao mà không biết phát sáng. Con nói con là đồ bỏ đi nữa. Ôi, vậy là không được rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ. Chắc là tại anh em con suốt ngày chê bai nên sao nhỏ mới bị mất tự tin. Nhưng mà bác tin là con làm được đó. Thấy chưa, không được mà, con chỉ là đồ bỏ đi thôi. Cố lên đi, mình tin mẹ làm được mà. Tất cả mọi người ở đây đều tin mẹ làm được. Sao nhỏ kìa, nó còn sáng hơn mặt trăng nữa. Sao mà sáng dữ vậy? Đó là vì lời đồng yêu của mọi người giúp mình tin vào bản thân. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tạm biệt xóa xả. Trời ơi, xấu hổ quá, nấp vào cái đám mi này đi. Ráng lên con, thầy Pháp sắp tới rồi. Wow, thầy Pháp đã tới rồi đây. Ai có bệnh tật gì, khó chữa, đã có thầy đây. Thầy tới rồi. Thầy xem giùm thằng con nhà tôi, sao nó bệnh gì mà ho sặc sủa à? Đừng có lo, để cho thầy xem. Có chuyện gì không ổn hả thầy? Con chị bị bệnh rất là nặng, không ổn đâu. Vậy
Bây giờ phải làm sao đây hả thầy? Phải cần một nguyên liệu đặc biệt để chữa bệnh. Đó là gì hả thầy? Tai thỏ. Ồ. Mình phải tìm cho được một cái tai thỏ thì mới cứu được con của chị. Mình đánh nha. Chị nhìn kìa, có thứ mình cần tìm rồi. Tai to đánh cầu siêu quá à. Cũng thường thôi. À, cháu gái à, cháu có đôi tai đẹp ghê. Dạ, cháu cảm ơn. Cháu có thể cho ta một cái không? Dù sao, cháu cũng có hai cái tai lận mà. Làm sao cháu có thể cho cô tai của cháu được? Cô cần tai thỏ để cứu con của cô. Nó bệnh nặng lắm. Không được, tai có tác dụng đón lấy âm thanh và truyền tới màng nhĩ, giúp ta có thể nghe được, không hề có tác dụng chữa bệnh. Nếu con cô bị bệnh, cô có thể đem tới bác sĩ để khám. Đừng nhiều lời, tai thỏ là một nguyên liệu rất quý. Đây là cách chữa bệnh từ ngàn đời nay rồi. Nếu mà chữa bệnh mà lấy tai của người khác thì người bệnh cho dù được khỏe mà cũng chẳng vui đâu. Chị chuột ơi, chỉ cần cắt được cái tai này, con chị sẽ khỏe lại liền thôi. Bà làm cái gì vậy? Tôi đang cứu con của bà cơ mà. Tôi không cần nữa. Còn tôi khỏe mà người khác phải mất tai thì tối nay tôi ngủ cũng không ngon. Tôi không cần ông nữa. Tôi sẽ cho con tôi đi bệnh viện, chứ không phải cầu cứu hữu tục như mấy người nữa. Bà đi đây. Ôi trời ơi, cơm tơi. Anh đã bị bắt vì hành nghề mê tín dị đoan, can thiệp y tế phản khoa học. Anh đừng hòng trốn lệnh truy nã nữa. Cảm ơn các cháu đã giúp cô nhận ra những hủ tục từ xưa tới nay thì cần được bài trừ. Chữa bệnh thì phải có khoa học. Cô xin lỗi bé gái này nha. Bây giờ thì mình đưa con cô tới bác sĩ ngay đi, để bạn khỏe trở lại. Đi đi cô, nhanh lên. Mình bị biến thành con chim rồi. Chim gì mà mập quá vậy, bay cũng không nổi nữa. Đom ơi Đom, là mình nè, bụng bự nè. Chíp 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 chíp. Cái con chim mập này cản đường cản lối quá, tránh ra đi. Thôi chết rồi, Đom không có thể nghe thấy tiếng của mình. Lần đầu tiên thấy con chim béo tròn béo trục vậy đó. Thôi bye bye chim nhỏ nha. Thôi tiêu rồi, bây giờ mình phải làm gì đây? Đói quá à. Nguyên một khu rừng mà chẳng có gì để ăn hết. Hí. Vừa nói là có đồ ăn liền. Cuối cùng cũng có con mồi trắng câu. Bơ người ta, thả ta ra. Hên quá, bắt được ngay một con chim béo bắp. Ăn hết chắc là no tới chiều. Bơ người ta, cho sao ăn thịt. Kêu gào vô ít thôi. Thôi rồi, mình đây là con chim, chỉ kêu đâu có ai nghe. Cái này mình chết chắc rồi. Cái này chẳng khổ ta. Ta sẽ ăn luôn một nữa. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Đừng có bỏ nữa. Khoan hô, các bạn đã đuổi được hắn đi rồi. Không có gì đâu, không có gì đâu. Giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn là việc ai cũng nên làm. Đúng rồi đó. Mình thiệt là xấu hổ. Trong khi mình ích kỷ xua đuổi các bạn đi thì các bạn lại giúp đỡ mình. Biết trở lại rồi. Trước giờ chúng ta không có hiểu nhau, nhưng từ nay chúng mình sẽ luôn chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống nha. Có đói bụng thì cứ tìm tới mình, mình có nhiều đồ ăn lắm. Ha 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 ha
Con coi tivi vậy là đủ rồi con. Làm cái gì có ít hơn đi chứ. Nhưng hôm nay là chủ nhật mà. Vậy con giúp ba mẹ làm việc nhà nha. Con chỉ thích làm việc gì lớn thôi. Việc nhà nhỏ xíu à, mẹ làm thì tốt hơn con đó. Lý sự dữ ha. Có việc này rất lớn này đốm. Cả ba và mẹ đều không làm được. Đốm giúp ba mẹ nha. Là việc gì vậy? Con sẵn sàng làm ngay. Nhưng con hứa là phải nỗ lực hết mình. Mẹ tin tưởng vào con đó. Dạ, cứ giao cho con. Vậy bây giờ con đắp đất lên toàn bộ các gốc cây trong vườn giúp ba mẹ đi. Hả? Con một mình đắp đất? Mẹ tin tưởng vào con. Việc rất lớn, chỉ có thể là con thôi. Cả ba và mẹ cùng hùa nhau lừa gạt mình. Bực thiệt. Xúc đất mà là việc lớn. Việc dơ dẫn, vô ích thì có. Lại còn chỉ có mình con làm được. Nè 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 nè. Cẩn thận. Có tôi cứu. Tôi mà bị té là anh biết tay tôi đó nha. Này Vui, anh làm gì mà leo lên cái xẻng của tôi vậy? Anh còn lo ái là sao? À, tôi đang mừng việc. Anh tới phá nát công việc của tôi mà còn to giọng cãi chày cãi cối nữa hả? Cái gì? Mừng việc? Cái này mà gọi là làm việc á hả? Cười quá à. Nào anh em, chúng ta tuy nhỏ bé nhưng không thể ai coi thường mình. Anh em đồng loạt tấn công. Đồng thiêu nè, dám nhạo báng người khác hả? Bắn gì mà cũng bắn dở ẹt. Hai tục tấn công, không cho đối thủ bỏ chạy. Anh em tấn công. Người ở đâu tới, đã phá hoại công trường của chúng tôi, lại còn chê bai người khác nữa. Tôi không biết là các bạn ở lớp lung tung như vậy là làm việc. Ở trong lớp học dở lắm phải không? Đâu có, tôi học giỏi mà. Giỏi cái quái gì mà kiến thức dung bụi đất để làm đất tơi xốp còn không biết nữa. Thôi, giờ tôi xin lỗi dòng họ nhà Jun ha. Việc gì cũng có giá trị cả. Đốm xúc đất bón vào gốc cây là quan trọng lắm đó. Đúng vậy, tại đốm cuối đò làm chuyện to không à. Jun xuất sắc, đã làm cho tên hấp dịch này hiểu ra vấn đề. Tôi sai rồi, sai rồi, bỏ qua nha. Con ham chơi quá, không chịu lo học hành. Thầy giáo mới gọi điện cho mẹ sáng nay nè. Mẹ tức quá, dọn đem hết chơi su su em của con rồi. Con không biết đâu. Sao mẹ không hỏi ý kiến của con chứ? Không chịu đâu. Trả đồ chơi và diễn tranh cho con đi. Không có nói nhiều nữa. Mẹ đã quyết định rồi. Bây giờ là con phải đi học. Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Nè, con chạy đi đâu vậy? Đứng lại, đón. Mẹ không có thương mình gì hết á. Mình không muốn ở nhà nữa đâu. Cái hang này dẫn mình tới đâu vậy ta? Anh à, con mình bỏ nhà đi rồi. Em lỡ dọn hết đồ chơi và truyện tranh của con. Để muốn nó học tốt hơn thôi. Mà ai ngờ, nó bỏ nhà đi rồi. Bây giờ anh với em chia nhau ra đi tìm thằng nhỏ. Khi thấy nó thì em phải báo cho anh biết liền nghe chưa. Sao nó này quen quen vậy ta? Sao giống như mình hồi trước quá vậy? Thôi, em đi ngủ đi. Để anh coi chừng con giùm cho. Anh cứ ngủ trước đi. Con bệnh như vậy thì làm sao mà em yên tâm ngủ được. Vậy anh đi ngủ trước nghe. Đốm của ba mau hết bệnh nghe con. Ủa, đó là mình hồi nhỏ sao?
con của mẹ mau chóng khỏe mạnh nha con. Nhìn con đau yếu như vậy, mẹ đau lòng lắm. Mẹ mình thương mình như vậy mà mình cứ nghĩ mẹ mình không thương mình, mình hối hận quá. Anh thấy con mình chưa? Chưa. Cũng tại em mà. Tại em là con mình nó mới bỏ nhà đi. Mẹ ơi! Đâm! Đâm ơi, mẹ xin lỗi con. Con cũng xin lỗi mẹ. Con đi đâu? Con đi đâu mà mẹ tìm con hoài không thấy? Con thương ba mẹ nhất trên đời. Thôi, con nó về là mừng lắm rồi em ơi. Bây giờ con đói rồi phải không? Con vô nhà đi, mẹ nấu cơm cho con ăn nghe. Dạ. Khu rừng vui vẻ chơi với mình không? Chỗ nào mà sao nghe lạ quá vậy? Đó là một khu rừng rất đẹp, nơi muôn thú và cây cối sinh sống hòa bình, những cành lá lúc nào cũng hát vang. Nghe vui á, lát ba đứa mình đi đi. Nửa tiếng nữa hẹn ở đây nha. Lông sạc đã tới rồi đây, cho xin ít gỗ về bán nha. Ngươi đừng hòng chặt phá cây rừng ở đây. Cứ chặt đó thì làm gì được nhau nào. Tới nơi rồi, xin giới thiệu, đây là khu rừng vui vẻ. Nhìn khu rừng có vẻ hơi âm u á. Nhìn vậy thôi, lỡ bên trong đẹp thì sao? Đúng đó, tụi mình vào tham quan đi. À, thấy ghê quá à. Hình như có gì đó không ổn cho khu rừng này. Mang chị đi, hắn tới rồi. Chuyện gì vậy chim ơi? Các bạn cũng mang chị đi. Tiếng động phát ra từ đằng kia. Bọn mình tới kiểm tra xem sao. Nhưng nhớ phải cẩn thận nha mọi người. Đau quá. Dừng lại. Lại thêm một đám cản trở nữa. Về đi mấy nhóc. Chỗ người lớn đang làm việc. Nhưng anh không được đốn hạ cây rừng, đó là phạm pháp. Cái cây này mọc tự nhiên ở đây, ta thích đốn thì đốn, có phải ăn cướp ăn trộm gì của ai đâu. Bộ mấy đứa không biết nước mình là rừng vàng biển bạc hay sao? Cứ khai thác thoải mái thôi. Nhưng nếu sử dụng hoang phí thì sau này sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Khu rừng rộng lớn như vậy thì chắc làm sao hết được mà mày đặt nói. Chặt cây này càng khác mọc lên thôi. Đánh đường cho ta chặt tiếp đi. Ui dạ, đau quá. Đau quá. Đừng ơi, giúp chúng con với. Ta đang ở đâu đây? Đây chính là rừng vui vẻ ở tương lai không xa. Trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Là do con người khai thác quá mức, chặt đi một cây chỉ trong một buổi sáng, mà cây mọc lên thì cần tới mấy chục năm. Trời ơi, thì ra việc làm của mình chính là trực tiếp phá hoại thiên nhiên. Ta đi đây, hy vọng các bạn đã học được một bài học về bảo tồn thiên nhiên trước khi quá muộn. Hả? Trở lại hiện tại rồi kìa. Từ nay tôi xin hứa bỏ nghề tiều phu, chuyển qua trồng cây, vừa sống khỏe vừa bảo vệ thiên nhiên nữa. Hứa đó nghe. Xin chào tất cả các cư dân trên địa cầu. Xin chào, xin tự giới thiệu, bọn ta chính là giám thị của ngân hà các người đang sống. Mấy người này nói có tin được không ba nó? Vũ trụ chứa rất nhiều điều kỳ lạ, nhìn các thiết bị hiện đại đi kèm theo thì có thể họ nói có thiệt đó. Xin thông báo một tin buồn, trái đất của các ngươi phải đập đi giải tỏa làm đường cho sao chổi. Nhưng vẫn còn một cơ hội cho trái đất các ngươi đây. Ta sẽ chọn ngẫu nhiên 3 người từ trái đất thi đấu với phiên bản robot của chính họ. Nếu đội người thắng một trong 3 cuộc thi, ta sẽ không phá hủy trái đất nữa. Còn nếu thua thì sẽ thành binh địa. Trời đất ơi. Dạ,
ba thí sinh ngẫu nhiên, người trái đất là ba người đây. Và đây phiên bản máy móc mà đội con người sẽ phải đánh bại. Cuộc thi đầu tiên sẽ là chạy tiếp sức. Đội trái đất tốt thắng. Đội trái đất tốt thắng. Làm sao mình có thể chạy lại một cỗ máy chứ? Cuộc thi chạy tiếp sức bắt đầu. Máy móc chứ. Chiến thắng đầu tiên thuộc về đội máy móc. Loài người còn hai cơ hội nữa. Phần thi thứ hai bắt đầu. Cố lên các bạn ơi. Có thể bụng bự này chạy không có nhanh, nhưng sức mạnh thì số một cái khu này luôn nè. Nhưng mà tụi nó mạnh quá, sắp chịu không nổi rồi. Chúc mừng đội máy móc lại chiến thắng thêm một lần nữa. Cố lên các con, ba tin là các con sẽ làm được. Vì loài người chúng ta có rất nhiều sức mạnh tiềm ẩn mà máy móc không có được. Và trận chiến cuối cùng đã bên. Và chúng ta đã có tỷ số ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu. Tụi nó vừa nhanh vừa mạnh thì làm sao mình thắng nổi đây. Đừng nản chí, chúng ta sẽ làm được. Thứ mà bọn người máy không có chính là tinh thần đoàn kết. Bọn chúng chỉ hoạt động cá nhân thôi, không hề biết phối hợp. Đúng rồi ha. Chúng mình sẽ đâu kết thúc. Người trái đất đã chứng minh được giá trị đoàn kết của mình, tâm phục khẩu phục. Vậy thì mời mấy anh đi cho. Trả lại cho mình, trả lại đây. Không đời nào. Để coi, giờ đốm chạy đi đâu nữa. Đưa đây cho mình nhanh. Không được, bạn không được ăn nó. Đưa đây. Không được, nói không được không mà. Thôi được rồi, mình có cách này. Cách gì? Giờ chúng ta tỉ thí đi. Ai thắng, quả trứng sẽ thuộc về người đó. Cũng được, vì công lý, vì lẽ phải. Hôm nay, mình sẽ thắng bạn. Chúng ta thi xem ai hái được trái chính đó, chúng sẽ thuộc về người đó. Được thôi. Mình sẽ thắng một bự rồi. Không thể thua đớp được. Sao bạn lại đến đây? May quá, không sao rồi. Bụng bự xấu tính quá à. Sao hai bạn lại đánh nhau như vậy? Mình nhặt được quả trứng, mình định làm ốp la, đốm lại giành mất. Sao đốm kỳ vậy? Đây đâu phải là trứng gà công nghiệp mẹ mua chứ. Đây là trứng chim rừng. Rồi nó sắp nở thì sao? Nếu chúng ta đập ra thì chim non sẽ chết. Đốm nói có lý đó. Chúng ta cần nhờ ba đốm xem coi nó có con chim non bên trong không, rồi hãy ăn. Không được, mình đang thèm trứng mà. Gì? Ơ chứ mình. Lần này thì nát chắc rồi. Chú chim đẹp quá à. Mình đưa nó đi tìm mẹ của nó đi. Chú chim dễ thương quá à, cho mình xem với. Hả? Bạn là kẻ xấu, tham ăn. Xem chút là bạn đang ăn thịt chim non rồi đó. Đáng lẽ thấy trứng chim rơi khỏi tổ, bạn phải tìm cách trả về. Đằng này muốn chiên ốp la nó. Tại mình thèm. Hả? Thèm ăn, xấu tính. Mình biết tổ chim ở đâu nè.
Vậy chúng ta đi. Nè, mình biết sai rồi mà. Hai bạn nghỉ chơi với mình hả? Hành tinh này nhìn cũng đẹp đó. Ta sẽ chiếm lấy nó. Đi, hãy đỡ cú ném xem xét đây. Trời ơi, ném cao vậy, ai mà đỡ cho nổi. Ây da, coi vật thể lạ tấn công. Ủa, hồi nãy mình ném đi đâu vậy ta? À, đây rồi, làm tìm nãy giờ. Mày tìm gì mà tìm cả buổi vậy? Đúng đó, ném cho mạnh vô rồi đi tìm mất thời gian ghê. Mạnh có chút xíu à, mà mấy bạn cằn nhằn quá à. Các người dám ném phi thuyền của ta hả? Tông vào bể đít luôn. Đau quá. Bạn cố tình ném chúng mình phải không bụng bự? Ủa, đâu có đâu. Mình rõ ràng là ném lên trời mà. Từ nay mình sẽ không thèm chơi với bạn nữa. Mình mà thèm chơi với bạn hả? Thôi mà, đừng có bỏ xì nhau mà. Cư dân trái đất thật là dễ chia rẽ. Cứ thế này thì ta sẽ thống tính trái đất sớm thôi. Không lẽ bắt được rồi. Hai bạn thôi đi, là do tên này nè. Các người mau thả ta ra, ta phải chiếm lấy trái đất. Ồ, vậy là mình lấy lộn cái đĩa bay của tên này hả? Và chính hắn cũng khai là đã điều khiển cái dĩa tông vào đầu mấy bạn. Vậy là mình trách nhầm bụng bự rồi. Thả ta ra. Sao các người không cãi lộn nữa đi? Cãi lộn mất đoàn kết để người thừa cơ chiếm lấy trái đất hả? Còn lâu. Đường trái đất bọn ta đoàn kết lắm. Vì đoàn kết là sức mạnh, người thua rồi. Ngon quá. Ngon là ngon. Đớm à, coi đi đánh răng rồi đi ngủ con. Dạ, một lát nữa con đánh. Không. Yến tiệc của ta đã tới rồi. Tấn công đi nào. Tấn công nào. No rồi. Hôm nay nhiêu đây đủ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đục sâu hơn nữa. Răng trẻ con đúng là ngon mà. Thật là ngon. Thật là đã đại dương ơi. Coi rửa mặt rồi ăn cơm nè đốm. Con không ăn đâu. Con đau răng lắm mẹ ơi. Sao lại đau răng? Lại đây bà coi coi. Con đã bị sâu răng rồi. Hả? Sâu răng? Sao lại sâu răng với bà? Cái tội không chịu súc miệng sau khi ăn và trước khi đi ngủ chứ sao. Sâu răng có sao bà? Lần này thì chắc chắn phải nhổ đi. Đợi ba đi lấy dụng cụ đã. Phải nhổ mẹ. Con sợ đau lắm
cái này, cái này làm gì vậy ba? Thì để nhổ răng. Không, không, con không muốn nhổ đâu. Con sẽ đến răng thường xuyên. Ba đừng nhổ răng của con nha ba. Con biết sai rồi. Con không dám ăn bánh ngọt, uống nước ngọt, ăn kẹo mà không đánh răng trước khi ngủ đâu. Không được đâu con. Con chỉ đánh răng có một ngày, mai mốt lại không đánh răng nữa, sau lại ăn tiếp thì phải nhổ thôi. Đúng rồi đó, phải nhổ thôi. Không, không, con hứa ngày nào con cũng sẽ đánh răng. Đánh răng khi ngủ dậy, đánh răng sau khi ăn và trước khi ngủ. Là con hứa đó nha. Nếu như con không làm đúng thì ba sẽ dùng cây kềm này nhổ hết hàm răng của con luôn đó. Con hứa với ba mẹ mà. Sao đố không rủ bụng bự đi hái táo cùng với tụi mình cho vui? Thôi, bụng bự lúc nào cũng tham ăn, rủ bạn ấy đi cùng á hả? Bạn ăn hết táo của tụi mình thì sao? Nhưng dù sao cũng là bạn bè mà, nhường nhau một tí có sao đâu. Ê tê to, có cái gì đằng kia mà sáng dữ vậy? À ha, mình lại xem thử đi đố. Thì ra là đôi cánh. Mà sao nó phát sáng dữ vậy? Có khi nào là cánh tiên không? Dám lắm à. Mẹ mình nói chỉ có tiên mới phát sáng thôi. Vậy mình lấy nó đi đứa. Hai bạn chơi xấu nha. Đi mà không ngủ mình. Ai bảo bạn tham ăn làm chi? Mà bạn buông chân ra đi, để mình lấy đôi cánh của mình. Nè, lấy đi. Ê, mình mấy được rồi nè. Đốm xuống đi, bọn mình mỏi cổ quá à. Để mình bay tí nữa đi. Xuống đi, mình có cái này hay lắm nè. Ê, việc gì mà hay vậy bụng bự? Trả đôi cánh cho mình. Sao phải trả cho bụng bự chứ? Ờ, tụi mình thấy nó ở đây mà. Nhưng mình thấy nó trước. Trả đây. Không trả. Trả đây. Đưa cái kia cho mình. Trả lại cho đốm. Không trả. Không trả thì đừng trách. Vậy thì làm gì nhau chứ? Thôi, không ai bạn đừng đánh nhau nữa. Nguy hiểm lắm. Tê to, mau tránh ra. Để mình dạy cho bụng bự một bài học. Hả? Hai đứa nói cho ba mẹ nghe, tại sao là bạn với nhau mà lại đánh nhau? Dạ, tại bạn ấy giành đồ chơi của con. Vậy sau khi đánh nhau thì đồ chơi của con đâu? Dạ, đằng kia. Vậy cuối cùng có ai được đôi cánh hay không? Nếu như tụi con nhường nhịn lẫn nhau, mỗi bạn bay một chút á, thì bây giờ các con vẫn còn đôi cánh và bạn tay to đâu có bị thương. Dạ, tụi con biết lỗi rồi. Lỗi gì hả? Dạ, là bạn bè thì không được đánh nhau, phải biết nhường nhịn, yêu thương nhau. Ba vẫn chưa nhìn thấy hai đứa yêu thương nhau, làm sao mà tha tội được. Xe tới chưa đến. Trời rụng lông luôn mà xe còn chưa tới nữa. Chờ xíu đi, xe từ qua xa lắm chứ bộ. Chắc là sắp tới hả? Đốm, đốm, con nhớ ra bến xe lấy đồ bà ngoại gửi lên đó nha. Dạ dạ. Ủa, mà xe số mấy vậy đốm? Chết rồi, lúc nãy mày nói gì quên hết trơn rồi. Trời ơi, ý bạn là nãy giờ mình chờ cũng như không hả? Thì năm ngoái mình nhận đồ từ cái xe màu đỏ. Bạn có biết bến xe này biết bao nhiêu là chiếc xe màu đỏ không? Thôi chạy về nhà đốm thiệt nhanh rồi hỏi mẹ đốm đi.
Mình ngửi thấy có mùi gì đó, mùi làm mình điên lên gì đó. Hả? Mấy bạn biết mình đang nói về cái gì không? Sao lại cứ giả ngơ đi? Là mùi bánh tét của bà ngoại. Đúng rồi, là bánh tét ngon nhất quả đất. Chỉ cần ăn một lần là ghi luôn. Làm sao biết hộp nào là của bà ngoại gửi lên? Vậy thì mình phải mở từng hộp thôi. Ồ, hộp này nè. Mở ngay hộp đầu tiên luôn á. Ê, bên trong đây cũng toàn là bánh tét nè. Hình như trong xe này chở toàn là bánh tét không à. Mấy bạn biết định luật bảo tàng bánh tét mà phải không? Bánh tét không tự nhiên sinh ra và mất đi, mà nó chỉ chuyển từ quê lên bụng của tụi mình thôi. Chuẩn luôn. Chiến đi mấy đứa. Hay đó. Nhưng mà chưa bằng mình đâu. Coi mình nè. Mấy bạn gọi đó là bánh tét hả? Nhìn cao thủ nè. Khí công bánh tét chuẩn. Cao thủ. Không ngờ bụng bự biết chiêu này, lợi hại thiệt. Không dám. Chẳng qua về việc ăn uống thì bụng bự đây chưa từng ngán đứa nào cả. Ngon quá. Nói quá thì khổ, mà no quá cũng chẳng sướng gì đâu. Ủa, nhưng mà mẹ đứng dặn là đi lấy đồ, mà tụi mình lỡ ăn hết rồi, tính sao giờ? Hết đâu mà hết, còn một cái bánh mình chưa ăn nào. Không lẽ nói mẹ là bà ngoại gửi lên chỉ có mỗi một cái bánh thôi hả? Ta nói đúng á, bánh tét không tự nhiên sinh ra và mất đi, cái nào lỡ ăn rồi thì không ói được đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Thank you.
chảo bánh đã đủ chưa? Báo cáo. Nếp dẻo, lá chuối, đường khô, dây buộc đã sẵn sàng. Bụng bụng, nguyên liệu nhân bánh thế nào rồi? Báo cáo. Đậu xanh, thịt mỡ, hành lá, hột vịt muối đã sẵn sàng. Rồi bây giờ chúng ta phải bắt đầu gói bánh thôi. Rõ. Ủa, mà gói thì sao? Cả đám có ai biết gói bánh đâu. Đừng có nhìn mình. Đó giờ mình chỉ biết ăn thôi, không có biết gói đâu. Hay là mình gói đại đi, lấy phần vỏ bánh bọc bên ngoài, phần nhân bánh nhét vô trong, gói lại rồi đem nấu lên. Đúng rồi á, làm đại đi. Nổi lửa lên mấy bạn. Vô bập bùng bập bùng bập bùng bập bùng bập bùng bập bùng bập bùng. Yeah, chín rồi, mở nắp ra đi. Thôi sao? Chắc không sao đâu đớm. Một lát nói mình đi xe xấu quá nên bánh tét bị bể. Mấy đứa đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Đi lấy đồ gì mà đi cả ngày hả? Người ta mang bánh tét tới tận nhà của mình rồi kìa. Thôi vô nhà đi mấy đứa, mẹ cắt bánh tét cho ăn. Đứa nào ăn hết nguyên xe bánh tét của tôi? Đúng là không nên ăn những thứ mà không phải của mình mà. Hôm nay đốm muốn ăn gì nè, mẹ nấu. Hay hôm nay mình đi ăn nhà hàng đi mẹ. Con muốn ăn hải sản. Ăn hải sản nhiều sẽ đau bụng đó. Không có hả? Con nhịn đói luôn á. Thôi được rồi, ba sẽ dẫn con đi ăn. Chiều con lần này, nhưng con nhớ là phải ăn ít thôi nha. Vậy có món sushi. Được đó, sushi được đó con. Cho ba phần sushi. Wow, tự động đem nó luôn kìa. Mời ba mẹ ăn sushi. Hả? Vô gì vậy? Mệt rồi nha. À, dính rồi. Từ từ thôi con. Ngon quá ba. Ba gọi tiếp đi. Tôm hùm nha ba. Cho tôi 3 phần tôm hùm. Tên nào đòi ăn ta? Có ngon thì nhào vô. Hả? Ba mẹ để con. Con ăn quá nhiều hải sản sẽ không tiêu đâu đó. Thôi, chúng ta về thôi. Ôi da, đau bụng quá. Đau quá. Con sao vậy đớm? Con làm sao vậy hả đớm? Mẹ ơi, cứu con. Mẹ đã nói rồi mà con không nghe. Tối mà ăn hải sản còn ăn no cành hông nữa. Sao mà không đau bụng cho được chứ? Con xin lỗi mẹ. Mẹ cứu con đây, con đau bụng à. Ui da, đau bụng quá. Thôi em cứu con đi. Còn anh nữa, không quên con mà còn bên con. Con thấy chưa, vì con mà ba bị mẹ la kia kìa. Mai mốt mẹ nói thì con phải biết nghe lời, nghe chưa? Con xin.
xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, cứu con. Cảm ơn Mùa Bự đã qua ngủ chung với mình cho đỡ sợ nha. Có gì đâu, mấy khi ba mẹ bạn đi vắng, qua đây ăn ngủ chung cho vui. Bạn ăn khuya, không sợ bụng bự lên hả? Mình tên bụng bự mà, bụng càng bự thì càng dễ thương, có sao đâu. Không biết ai mà gọi điện thoại giờ này ta. Alo, alo, đếm nghe đây. Alo, ta sẽ tới tìm các ngươi. Alo, alo, ai đầu dây vậy? Vụ gì vậy đếm? Cúp máy rồi. Mà dặn cho điện thoại ghê lắm. Nói cái gì mà tới tìm tụi mình á? Trời bảo như vậy sao không để sáng mai? Sao mình biết được chứ? Alo, alo, ai đầu dây vậy? Alo, ta sắp tới rồi. Lại là tên đó nữa. Ta sắp tới rồi, các ngươi chuẩn bị đi. Tình hình là có vẻ không ổn rồi. Nhưng mà vụ gì? Vụ gì? Có gì đâu mà sợ không biết. Alo. Giọng này không phải, đưa máy cho đứa kia. Alo, alo. À, đúng giọng này rồi. Ta đang ở ngã năm chuồng chó, đường nào mới tới được nhà các ngươi? Ta biết nè, ngã năm chuồng chó đường gần nhất bên trái. Quẹo vô, đi tiếp tục thấy ba cái ngã tư. Quẹo trái liên tục 4 lần. 4 lần quẹo trái? Không phải là đi thành vuông hả? Ba là chỗ cũ rồi. Alo, alo. Bây giờ thì hắn khỏi gọi nữa. Là hắn đó. Đừng bắt máy nữa. Hắn hết gọi rồi. Là hắn thôi đó. Phải làm sao bây giờ? Hay bạn mở cửa đi, xem hắn ta muốn gì. Có nên mở cửa không hả Bông Bự? Nếu không mở thì làm sao biết hắn ta muốn gì chứ. Vậy mình ra mở cửa nha. Ủa, là ba và mẹ hả? Con mừng quá. Có chuyện gì vậy hả Đấm? Hồi nãy có người lạ mặt gọi điện nói sẽ đến đây, nên con và Đấm rất sợ, phải ngồi đây đợi hắn đến coi hắn muốn gì. Trời đất, rủi hắn tới đây để bắt cóc hai đứa hay là trộm cắp thì sao đây? Nếu sau này có người lạ gọi điện hay đến nhà, con không được mở cửa cho họ. Con phải báo cho ba mẹ biết. Nếu ba mẹ không có ở nhà thì con phải gọi điện báo. Nghe chưa? Có vậy mà nghĩ cũng không ra. Sao mình lại ngốc vậy ta? Trên cành cao chim hót, rồi em đi dưới vườn xuân. Ba bạn thân lấp lo, rồi em tung tăng sân nhà. Ồ, hôm nay con trai của ba có gì mà vui vậy? Dạ, hôm nay con có hẹn với mấy bạn đi tham quan lễ hội hoa. Ba mẹ chúc Đốm đi chơi vui vẻ, nhưng nhớ đừng có nghịch phá, kẻo làm hư hoa của người ta. Dạ, con biết rồi. Chào ba mẹ, con đi đây. Ê, còn bên này nữa nè. Lễ hội hoa năm nay đẹp quá ha. Mình thấy có nhiều hoa hơn năm trước á. Đồ ăn cho khách tham quan cũng được bán nhiều hơn. Mình thích nhất là hoa đồng tiền. Các bạn thích hoa gì? Mình thích hoa vạn thọ. Tết nào mẹ mình cũng mua nhiều ơi là nhiều. Còn mình thích nhất là hoa hồng. Nhà mình có trồng nhiều lắm á. Bông hoa đồng tiền đẹp quá à. Đâu, đâu, chỉ mình xem với. Wow, màu sắc thật là đặc biệt. Thích quá à. Mình muốn hái bông hoa đồng tiền này về nhà. Hai bạn giúp mình hái nó nha. Nhưng mà người ta để biển cấm hái hoa kìa. Nhưng mà chỉ một bông thôi, chắc không có sao đâu. Không được đâu, như vậy là vi phạm quy định đó. Hái hoa sẽ bị phạt. Nhưng chỉ một bông thôi, mình thích lắm. Các bạn không giúp mình không chịu về đâu. Đốm, làm sao bây giờ? Thôi được rồi, mình sẽ hái giúp bạn. Nhưng chỉ một bông thôi đó.
Yeah, mình cảm ơn mẹ nhiều nha. Bác bắt quả tang đang hái hoa rồi nha. Các cháu không nhìn thấy chiếc bảng cấm hái hoa hay sao? Dạ, con thấy, nhưng con chỉ định hái một bông thôi. Các cháu phải biết tuân thủ quy định chứ. Bác sẽ báo cáo việc này với ba mẹ các cháu. Cháu không có hái, cháu không liên quan. Bác đừng mét ba mẹ cháu. Nhưng cháu đã giúp bạn làm việc sai, cháu cũng có lỗi. Dạ, con là người hái hoa, con xin chịu tội hết. Bác đừng có mét ba mẹ bạn ấy nha. Đúng, chị giúp hai cháu một bông hoa thôi, là lỗi tại cháu. Bác tha cho đúng đi bác. Thôi được rồi, bác thấy các cháu đều đã biết lỗi, như vậy là tốt. Lần này bác bỏ qua. Cháu cảm ơn bác nhiều. Dạ, lần sau cháu sẽ không hái hoa dù chỉ một bông. Các bạn nhớ nha, không được hái hoa ở những nơi đã được quy định. Hôm nay bạn đi đâu mà mang xe ra đây vậy đó? Mình mới được ba sửa chiếc xe lại. Chạy rất nhanh đó nha. Chúng ta có thể đến bất kỳ hành tinh nào trong vũ trụ. Chỉ có một tí tiện thời gian thôi. Wow, hay như vậy cho mình thử với. Thôi, mình không đi đâu. Lần nào ra vũ trụ cũng nguy hiểm hết. Đốm lái xe ghê quá. Lần này thì các bạn yên tâm đi. Mình đã có bằng lái xe chính hiệu. Đây là bằng lái xe đồ đạp mà. Đúng rồi đó. Trời ơi, hai bạn quan tâm là cái gì? Xe nào mà chẳng giống nhau. Ha, Đốm nói cũng có lý. Bây giờ hai bạn có đi không? Nhát gan thì ở nhà. Mình đi du lịch vũ trụ đây. Ê, tôi đi với. Mình cũng thử đi cho biết như thế nào. Xuất phát. Nhát gan, thiệt là mát làm sao. Bạn lái xe chuyên nghiệp hơn rồi đó Đốm. Dĩ nhiên rồi, mình là Đốm mà. Vũ trụ thì là đẹp, nhiều sao quá à. Hai bạn dưới chặt nha, mình sẽ tăng tốc đây. Đốm, chậm chậm thôi, nếu không thì sẽ không tránh kịp đâu. Yên tâm đi, mình là tay lái cường phách mà. Thông báo từ trung tâm vũ trụ, có một sao chổi chuẩn bị đi ngang qua, đề nghị tất cả thiết bị dừng lại đúng quy định. Dừng lại kìa Đốm. Dừng cho sao chổi qua đi. Có thấy sao chổi tới đâu. Mình chạy qua đi, đợi biết khi nào. Cái gì mà to vậy? Ôi, sao nó làm vậy? Tránh đi đâu. Không tránh kịp rồi. Sao to có sao không? Mình không sao. Ủa, con Đốm đâu rồi? Mình đây nè. Tại Đốm không đó. Lái xe vượt đèn đỏ làm gì? Giờ sao chúng ta về nhà đây? Ủa, ba đứa đang làm gì ở đây vậy? Tập bơi trong vũ trụ hả? Ba ơi, cứu chúng con. Bác ơi, Đốm chạy xe vượt đèn đỏ nên bị sao chổi quẹt chúng. Cũng may là tụi con không sao. Con hư lắm, con có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không? Dạ, tại con thấy sao chổi đi ngang qua. Con đã nói bạn ấy rồi mà bạn ấy không chịu nghe. Tai to và bụng bự vô tội, cho nên bác sẽ đưa tai to và bụng bự về trước. Còn con, ba phải phạt thật nặng để nhớ tội này, sau này không được tái phạm nữa. Con biết lỗi mà. Bác chỉ phạt bạn ấy một chút cho nhớ đời thôi. Đưa hai con về, bác sẽ quay lại rước Đốm sau. Tụi con phải nhớ là ra đường là phải đi đúng tín hiệu đèn, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Con biết lỗi rồi mà, đừng bỏ con. Bà làm gì vậy tay to? Uống nai cũng không, ngon lắm đó. Dừng lại, tay to đừng có uống cái đó. Mấy cái nai cụng đó uống dở ồ mà. Cái gì? Nai cụng là số 1 mà bạn dám nói dở hả? Chứ sao nữa, hù hút mới là số 1. Ôi ôi, mấy cái hù hút toàn quá chất độc hại không à. Chứ cái nai cụng có gì trong đó mà không độc hại. Xời, có ghi trên lon nè. Nhỏ quá không đọc được.
nhưng mà nói chung thành phần nó gồm các chất có lợi không hả? Thôi đi, không đọc được á thì làm sao biết có lợi chứ. Vậy còn cái thu hút của bạn thì sao? Bạn có đọc được gì trên đó không? Hay là cũng nói đại thôi? Carbon Iraq gì đó. Đọc được nhưng mà không có hiểu. Nhưng mà mình nhớ may mắn là cái chất này có tốt cho sức khỏe lắm á. Xời, vậy cũng nói nay cũng vừa bổ vừa ngon, mình cũng có thể uống cả ngày luôn. Yeah. Vậy sao mình không mở một cuộc thi uống nước ngọt đi? Thi uống nước ngọt. Yeah. 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 Dạ, cuộc thi uống nước ngọt xin chính thức được phép bắt đầu. Yeah. Trời ơi, chóng mặt quá. Xỉu. Trời ơi, đau bụng quá. Đau bụng. Uống nước ngọt cho lắm rồi bây giờ đau bụng ha. Lại còn uống ba cái nước tầm bậy ngoài đường nữa. Sau này cái nào mẹ cho mới uống nha chưa? Dạ, nhưng bây giờ mẹ cứu con đi mà. Đau quá. Đau quá. Cấp cứu đi, cấp cứu đi. Hôm nay là trận đấu quyết định. Ai thắng, người đó sẽ là thủ lĩnh của hai người còn lại. Với tài năng người ngoài hành tinh của mình sẽ trở thành thủ lĩnh của các bạn cho coi. Hôm nay mình sẽ chứng minh cho hai bạn biết con gái đá banh như thế nào. Thôi, không nói nhiều nữa, bắt đầu đi. Mình sẽ trở thành thủ lĩnh của các bạn. Hãy xem đi. Hả? Trốn thôi. Cái này tệ bạn, mình không biết đâu nha. Giờ phải làm sao đây? Không thấy ai hết. Thôi kệ. Trời ơi, sao hôm nay đèn đường tối tui vậy nè? Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ? Mẹ của con bị tông vào cột điện. Sao lại như vậy? Có bọn nhóc nào đá banh làm dở bóng đèn đường, cho nên mẹ con chạy trong trời tối mới như vậy. Anh nói cảnh sát điều tra cho em bọn nhóc đó là ai. Tại sao lại phá vách như vậy? Bắt nhốt hết cho em đi. Con làm sao vậy hả Đốm? Ba ơi, mẹ ơi, chính con đã bể bóng đèn, lỗi tại con. Mẹ đừng bảo cảnh sát bắt con nha mẹ, con sợ lắm. Tại sao lại như vậy hả con? Tại sao con lại đá banh nơi nguy hiểm như vậy? Dạ, vì con muốn trở thành thủ lĩnh. Thủ lĩnh cái gì? Ngoài việc là mẹ đã bị thương vì con chứ. Thằng Đốm đâu rồi? Có chuyện gì vậy hả anh Bầu Vàng? Tụi trẻ bây giờ nó đá banh làm sao mà bể cái bóng đèn làm tôi tông vô cục điện. Bây giờ con mắt tôi như vậy nè. Anh chị còn cười, cảnh sát đang truy tìm tụi nhỏ kia kìa. Cứu con ơi mẹ. Con đã thấy sự tai hại mình gây ra chưa? Con biết lỗi rồi. Con hứa sẽ không tái phạm nữa. Quậy quá không chịu nổi mà. Ba ơi cứu con.
Ê, đâu có ra gì đâu. Ờ, làm nãy giờ mình nín thở để chờ. Ủa, không được hả ta? Hồi nãy mình nhớ rõ ràng con nhện cắn mình rồi mà. Đúng là dấu nhện cắn rồi. Dù sao bạn ấy chưa thành người nhện nữa. Á, bạn làm gì vậy? Chắc là con nhện này không được. Thôi cho con khác cắn thử đi. Châu chấu cắn được không? Người châu chấu cũng hay lắm á. Nhưng mà mình thích bắn tơi và leo tường hơn. Châu chấu có cái đùi bự, biết nhảy cao, biết bay nữa. Cũng ngầu lắm chứ bộ. À, cũng được á. Bạn có chắc là kế hoạch này thành công không vậy? Chắc mà, thầy cô đã đến rồi. Ui da, đau quá. Sao rồi Đốm, có thành người chú cháu chưa? Để mình thử coi. Lê hấp, suy nghĩ cao. Ui da, ui da, đau quá. Có vẻ như không thành công rồi. Cua kêu này, tao bày kêu khác. Đi thôi Đốm. Nhưng mà đi đâu? Tới tổ ong. Người ông còn ngầu hơn người nhện với người châu chấu nữa. Bạn nói thiệt hả bụng bự? Bạn có nhớ người nhện nói gì không? Sức mạnh càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Mình bắt đầu thấy cái gì đó sai sai ạ. Đời thực không phải là phim ảnh. Nên nếu như con muốn có sức mạnh thì con phải tự rèn luyện để có nó. Không có gì tự nhiên mà có đâu. Dạ, con biết rồi. Tụi con biết là không nên tin bụng bự suối bậy nữa. Mùa hè thật là nóng nực mà. Yeah, mát quá đi. Ước gì mình chỉ ở được một nơi đầy băng tuyết mát mẻ thì hay biết mấy. Hả? Ngủ quá. Thôi, một lát mẹ về là mẹ đóng cũng được mà. Thật là hư mà. Yeah, thích quá đi, mát quá. Yeah, thích quá đi. Lâu rồi mình không gặp em cánh cụt. Hay là mình đi thăm em ấy đi. Ừ, được đó. Nhưng chờ mình một chút. Bụng bự làm gì vậy? Mình đem về làm cà rem. Vậy là mình cũng phải đem về làm siro đá bào thôi. Mình sẽ đem thiệt là nhiều tuyết về để làm ngôi nhà bằng tuyết. Lạnh quá. Lạnh quá. Đúng làm sao vậy? Mình lạnh quá các bạn. Lạnh quá. Lạnh. Đốm mặc áo mỏng quá nên bị lạnh phải rồi. Lạnh. Lạnh quá. Lạnh quá mẹ. Lạnh quá mẹ ơi. Ôi sao mà nhà mình lại lạnh như vậy? Ôi sao mà mọi thứ lại đóng băng hết rồi? Lạnh quá. Đốm. Đốm, dậy đi con. Lạnh quá mẹ. Lạnh quá mẹ ơi. Mẹ cũng không biết nữa. Mà giờ đâu còn mùa đông đâu. Hả? Không lẽ nhà mình di chuyển đến đại dương băng rồi hả? Con nói cái gì vậy Đốm? Ủa, không phải đại dương băng, sao lại lạnh như vậy? Tít tít, tôi đã bị ép hoạt động hết công suất. Tít tít. Như thế này là sao hả Đốm? Dạ, con lúc nãy cửa tủ lạnh bị mở ra mà con buồn ngủ quá rồi con ngủ. Con nghĩ mẹ về thì sẽ... Con có biết là chỉ vì con lười biếng mà cái tủ lạnh đã bị hư hay không? Nếu như con chịu bước lại đóng cánh cửa tủ lạnh đàng hoàng thì đã không như thế. Con xin lỗi mẹ. Kể từ nay sẽ không còn kem cho con ăn, cũng không có siro đá bào,
Chỉ lời một chút thôi mà hết được ăn kem, hết được ăn xin rồi nó bào luôn rồi. Chưa hết đâu con. Cũng tại vì mình lười quá mà ra đâu nổi vậy nè. Cho con chừa cái tật lười biếng nghe chưa. Ê, có ai bấm chuông kìa đớp. Ờ, để mình chạy ra coi thử. Tôi là nhân viên sửa ống nước. Tôi nhận được tin nhà này bị hư ống nước. Ống nước để trong nhà hả? Để tôi vô sửa nha. Ờ, con biết nhà con bị hư ống nước. Để con gọi ba con nữa. À, đau quá. Nhưng mà không cần đâu. Giờ hành chính làm phiền người lớn là không có ngoan. Để tôi vô sửa cái ra liền à. Xin lỗi chú, nhưng mà không có người lớn ở nhà thì con không cho phép người lạ vào nhà đâu. Tụi nhóc bây giờ tinh vi quá. Hồi nhỏ em mở cửa cho thợ sửa ống nước vào hoài có sao đâu. Chứ làm sao nữa. Nhìn mặt ngươi gian quá mà. Tới ta còn không muốn tin nữa. Nói chi là tụi nhóc. Em là sói, mặt em đâu có được đẹp trai như sếp đâu. Thôi được rồi, lần này để ta ra tay. Cốc, vào bánh pizza đây. Có ai ở nhà không? Tới liền. Nơi đâu có pizza là nơi đó có bụng bự. Nhưng mà nãy giờ đâu có ai kêu pizza đâu. Rõ ràng là địa chỉ này mà. Nếu mà tổng đại lộn thì cái pizza này miễn phí. Mày đưa tính sao? Còn tính sao nữa. Chú cho tụi con thỉnh cái bánh nha. Bụng bự này thiệt tình á. Bộ không nhớ là không được ăn đồ người lạ đưa hay sao? Thôi lỡ rồi, đâu phải lúc nào cũng được ăn đồ miễn phí đâu. Ôi. Ê, bị sao vậy bụng bự? Chúc mừng các bé đã ăn trúng pizza trúng thưởng thuốc ngủ. Thì ra là kẻ xấu các ngươi. Các ngươi muốn gì đây? Tất nhiên là cướp rồi. Thôi tiêu rồi. Tất cả đã bị bao vây. Chỉ có mấy cái kẽm gai rỉ sét với mấy cái camera cà tưng, sao mà làm khó ta được. Đúng rồi. Không có ai ở bên trong hết. Mục tiêu kia rồi. Ý trời, hết dây hả? Ý trời, sao lại có xe cấp cứu với cứu hỏa ở đây nữa? Ha ha ha.
gian nữa rồi. Phải trốn thôi, lần sau sẽ quay lại lấy. Cái thằng đốm này, biểu nó cài chuông báo động xe cảnh sát, mà nó cài cả cấp cứu với chữa cháy dù chi không biết nữa. Úi chà, có đột nhập à. Mày bị thương rồi kìa, vào nhà đi để mình sơ cứu cho. Sao bạn lại giúp mình? Mình đâu có quen biết bạn. Thấy người hoạn nạn là phải giúp đỡ nhau, đó là tình người mà. Tình người hả? Ủa, sao bạn bị thương ghê quá vậy? Mình bị dấp cục đá nên té. Ủa, cái này là dấu phỏng mà. Lúc té có da vô chỗ người ta đang nấu hủ tiếu nên mới phỏng vậy nè. Hay là chưa đổ nguyên nồi nước sôi cho người á. Mày là đốm, rất vui được gặp bạn. Mình là chuột bạch. Chuột bạch hả? Tên đẹp ghê á. Nhưng mà bây giờ trời tối rồi, đi về nguy hiểm lắm. Hay là tối nay mày ngủ ở đây đi. Thôi buồn ngủ quá, sáng mai tính. Ta sẽ lấy được khối năng lượng đó. Lấy được khối. Tối qua có kẻ đột nhập phải không? Ừ, nhưng mà không mất cái gì hết á. Cháu dậy rồi hả? Mấy đứa ăn đỡ bánh mì nha. Mẹ đốm đi du lịch chưa có về. Tối qua ở phòng nghiên cứu của bác bị đột nhập nên chưa kịp chuẩn bị gì hết đó. Vậy bác có biết thủ phạm định lấy cái gì không bác? Chắc là chúng định lấy lõi năng lượng sinh học bác đang nghiên cứu. Nhưng mà mấy đứa yên tâm đi, bác đem về nhà cho chắc ăn rồi. Trời ơi, bạn làm gì vậy? Trong cái rủi có cái xui. Xui cho các ngươi rồi. Ta chính là người đã đột nhập vào phòng thí nghiệm tối hôm qua đây. Không, ăn vào sẽ chết đó. Không, ăn vào sẽ chết đó. Ê, nhả ra đi, đúng cái đó không được đâu. Sao mà chết được? Ta vốn là robot sinh học được chế tạo ra với mục đích duy nhất là phá hủy thành phố này. Robot sinh học, tức là nửa người nửa máy hả? Đúng rồi, một nửa của ta là người máy. Viên pha lê đã cho ta đủ năng lượng để phát nổ cả thành phố này rồi. Khoan đã, nếu thành phố này nổ hết, chẳng phải ngươi cũng banh xác luôn hay sao? Đúng rồi, đây chính là đánh bom cảm tử. Ăn pha lê không có no bằng ăn bánh mì đâu. Nửa bên tay trái của hắn là máy, còn nửa bên tay phải vẫn là sinh vật bình thường đó ba. Tối hôm qua còn có băng bó cho chân phải của hắn đó. Vậy thì chỉ cần tấn công vô phần bên phải của hắn là được.
Ấn tượng lắm. Các ngươi nghĩ chỉ bên trái của ta là mấy chứ gì? Tin buồn là các ngươi đã sai rồi. Giỡn thế đủ rồi. Ta phát nổ đây. Đơm, dậy đi. Tả ta ra. Ta sinh ra chỉ có mục đích duy nhất là phá hủy thành phố này. Không có ai trên đời này có mục đích là đánh bom cảm tử hết. Thức tỉnh đi. Có ta nè. Ta là robot chứ có phải là người đâu. Cái lò phản ứng nổ đã kích hoạt tự hủy trong vòng 10 9. Đừng hòng. Đêm, con chạy đi đâu vậy? Con sẽ ôm chiếc bom ném ra ngoài. Con không để ba và mọi người chết đâu. Sao bạn lại giúp mình? Mình đâu có quen biết bạn. Thấy người hoạn nạn là phải giúp đỡ nhau. Đó là tình người mà. Tình người hả? Ba, hai, một. Con có thấy rằng chính tình thương đã cứu cả thành phố hay không? Tê Tê ơi! Bạn có ở nhà không? Bạn tìm mình có việc gì không? Hôm nay trời đẹp, mình qua rủ bạn và bụng bự vào rừng chơi hái nấm nè. Ý hay đó, để mình nhờ xin ba mẹ đã. Ừ, mình đứng đây đợi bạn nha. Mình đi thôi, ba mẹ mình đồng ý rồi. Ôi, nhiều lắm quá. Mình hái đi cây to giờ đốm ơi. Hình như là giọng của Tê To. Bạn gặp chuyện gì rồi thì phải. Đau quá à. Tê To, bạn đợi mình tí nha. Tụi mình sẽ nghĩ cách giúp bạn ngay. Đúng rồi, nhanh lên đi Đúng. Mụ mụ ơi, mình sợ quá à. Bây giờ mình sẽ tìm một sợi dây thả xuống. Tê To sẽ nắm sợi dây rồi mình kéo bạn ấy lên. Nhưng trong rừng này tìm đâu ra sợi dây bây giờ? Vậy thì chúng ta sẽ tìm những dây leo trong rừng rồi nối chúng lại với nhau. Dạ được rồi. Ờ ha. Vậy mà mình không nghĩ ra. Vậy chúng ta mau chia ra tìm đi. Tê To ơi, bạn đợi tụi mình tí nha. Sẽ nhanh thôi. Bạn đừng sợ nha. Xong rồi. Chúng ta thả dây xuống hố. Giúp Tê To trèo lên đi. Tê To ơi, bạn nắm chắc sợi dây này nha. Hai đứa mình á sẽ kéo bạn lên. Mình cảm ơn hai bạn nha. Không có hai bạn, không biết mình làm sao để trèo lên nữa. Chúng ta là bạn mà, gặp hoạn nạn thì phải giúp đỡ chứ. Đúng vậy, chúng ta luôn là bạn bè. Thôi, trời gần xế chiều rồi, chúng ta đi về thôi, kẻo trời mưa đó.